Chào các bạn, chào các bạn trở lại với video tiếp theo của Canfit Gucci. Hôm nay mình nhận một con HB 14 nha các bạn, HB bao vi lông 14. Hiện trạng của con này cũng là bị chạm nguồn 19 nha các bạn. Mình thấy là nó bị rỉ sét một vài chỗ nha các bạn. Men này là khả năng là bị vô nước nha các bạn, rỉ sét và nó bị chạm nguồn 19 nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ đo cho các bạn xem tại các vị trí tụ 19 nha các bạn. Tổng trở của nó đang rất là thấp. Rồi các bạn quan sát đồng hồ của mình. Mình sẽ đo một vài chỗ nha các bạn. Đó, nguồn 19 nó còn khoảng 3 ôm nha các bạn. Đây, các vị trí tụ 19. Đó, khoảng 3 ôm nha các bạn. Tổng trở rất là thấp. Đó, tổng trở nó còn khoảng 3 ôm. Rồi, mình cũng sẽ sử dụng một cái cách quen thuộc để mình xử lý cái men HB bao vi lông 14 này nha các bạn. Mình cũng nói thêm đây là cái mã men DA-G31 AMB6D0 Review D nha các bạn. Rồi, mình sẽ sử dụng cái cách quen thuộc, đó là mình sẽ cấp 5V 2A vào để mình xem cái vị trí tụ hoặc là linh kiện nào nóng nha các bạn. Mình sẽ cách ly cái vị trí ra. Rồi bây giờ bắt đầu mình sẽ hàn cái sợi dây vào. Trong. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành, mình sẽ hàn sợi dây vào nha các bạn. Rồi, đó, mình sẽ hàn sợi dây vào vị trí nguồn 19 nha các bạn, các tụ nguồn 19. Và mình sẽ cấp nguồn 5V và khoảng 2A nha các bạn vào. Và mình sẽ sờ xem là cái vị trí nào sẽ nóng lên nha các bạn. Và mình sẽ loại trừ cái vị trí đó ra. Rồi bây giờ tiến hành mình sẽ cắm nguồn nha các bạn. Rồi mình sẽ tiến hành cấp nguồn cho em này.
Rồi bây giờ các bạn sẽ cảm nhận nha các bạn, xem vị trí nào sẽ nóng lên. Khả năng là tại vị trí này nha các bạn. Như vậy là vị trí này là khá nóng rồi nha các bạn. Ok. Rồi. Mình phát hiện được cái vị trí nóng rồi. Rồi bây giờ bắt đầu mình sẽ loại bỏ cái tụ 19 ở vị trí này nha các bạn. Rồi vị trí này mình sẽ loại bỏ nó ra. Mình sẽ tháo từng tụ nha các bạn, sau đó mình sẽ kiểm tra lại xem nó có hết sọt hay không. Rồi các bạn quan sát cái đồng hồ của mình. Mình sẽ đo vào vị trí này. Tổng trở nó lên cao rồi nha các bạn. Rồi tổng trở nó lên cao. Rồi như vậy là chính xác là vị trí này nha các bạn. Đó, chính xác là vị trí này nó bị sọt nguồn 19 nha các bạn. Sau khi mình tháo ra thì tổng trở đã lên cao. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành tháo cái sợi dây này ra nha các bạn. Đó, và mình sẽ cấp nguồn. Sau mình đó mình test xem máy có chạy và xuất hình không nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ cắm nguồn cho các bạn xem đồng hồ dòng là cái men có hoạt động không nha các bạn. Rồi máy ăn nguồn nha các bạn. Ok bây giờ mình sẽ kích nguồn. Rồi máy có dòng chạy nha các bạn. Ok các bạn, bây giờ mình sẽ gắn RAM xem máy có dòng boot không nha các bạn.
Rồi, máy có dòng chạy nha các bạn. Thấy có dao động. Bây giờ bắt đầu mình sẽ gắn vào màn hình xem máy có xuất hình không nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ cắm nguồn và kích nguồn nha các bạn. Rồi, như vậy là máy đã xuất hình nha các bạn. Đó, ok các bạn. Như vậy là nguyên nhân ở cái con HP Pavilion 14 này là do bị sọt cái tụ 19 nha các bạn. Sau khi mình đã xử lý và cách ly cái tụ 19 thì máy đã xuất hình nha các bạn. Rồi video mình xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại các bạn vào video tiếp theo. Chào các bạn.